Sau hơn 3 tuần xử lý để cho cây quất nó ra hoa, và đến hôm nay cây quất của tôi nó đã ra rất nhiều hoa rồi các bạn. Có những bông đã bắt đầu nở rồi. Các nách lá đang có rất nhiều các bông hoa nhỏ li ti. Nhiều quý vị và các bạn chơi quất, chúng ta chưa biết cách để điều tiết cho quất ra hoa vào những thời điểm phù hợp. Vì vậy hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách cho quất ra hoa một cách chi tiết cụ thể nhất từng công đoạn. Trên màn hình quý vị và các bạn đang theo dõi là một cây quất bonsai. Cây quất này tôi đã khôi phục nó từ một cây quất đã héo khô lá, và tôi đã làm một video chia sẻ với quý vị và các bạn cách khôi phục cây quất đã héo khô sống trở lại. Các bạn thấy trên màn hình, cây quất này của tôi tay tán khá là đẹp rồi, rất phù hợp cho một cây quất bonsai. Cây quất này là tôi sử dụng một cái chậu không đáy thoát, và có những thời điểm tôi đã đổ ngập nước cái chậu này, nhưng cây quất vẫn hoàn toàn bình thường và an toàn các bạn ạ. Và đến thời điểm này các bạn thấy cây quất của tôi nó chưa có dấu hiệu ra hoa, tức là tôi đã phải xử lý một quy trình, đó là lúc nào cũng phải để cho bầu đất của nó ẩm ướt như thế này các bạn này. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn từng công đoạn của quá trình để cho cây quất nó ra hoa. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ ngừng tưới nước, sẽ để cho cây quất này nó khô bầu đất và nó héo rủ lá xuống. Với thời điểm nắng như hiện nay thì bao nhiêu ngày thì cây quất này nó sẽ héo lá. Và nó héo đến mức độ như nào thì chúng ta sẽ tưới nước trở lại cho nó. Sau 4 ngày ngừng tưới nước, bầu đất cây quất của tôi nó đã khô. Tuy nhiên là lá của nó thì vẫn còn đang rất là tươi, chưa có dấu hiệu của héo lá xuống. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi thêm 1-2 ngày nữa. Khi nào lá của cây quất bắt đầu héo, hơi rủ xuống, tôi sẽ bắt đầu tưới nước trở lại cho cây quất này. Sau 5 ngày cắt nước, quý vị và các bạn có thể thấy trên màn hình khả năng chịu khô cằn của cây quất khá là tốt. 5 ngày không tưới đối với một số loại cây thì có thể đã héo khô lá rồi, nhưng đối với cây quất thì nó mới rủ lá như thế này, nó cong lá lại. Thì như thế này là chúng ta đã phải tưới nước khôi phục cho quất rồi. Nếu các bạn để thêm một chút nữa thì các cái cành nó sẽ bị cháy các cái mạch nhựa, thì khả năng khôi phục lại của nó sẽ rất là khó. Vì vậy hôm nay tôi sẽ tưới nước khôi phục lại cho cây quất. Tưới đẫm cho cây quất luôn. Như cây quất này của tôi tay tán khá là đẹp rồi. Cây này của tôi kế hoạch đầu tháng 6 tôi mới bắt hoa. Vì vậy tôi đang duy trì một cái chế độ nước tưới cho nó khá là ổn định. Đó là lúc nào cái bầu đất của nó cũng phải ướt. Tôi vừa tưới cho nó nước cho nó xong đây. Nhưng bên dưới này tôi áp dụng chế độ tưới thẩm thấu ngược, thì lúc nào nó cũng ẩm ướt như thế này. Lúc nào nước cũng có ở trong cái khay này thì nó sẽ hút nước lên, thì cây sẽ không bao giờ bị khô. Nó đang duy trì phát triển bộ lá và tay cành. Và sang đầu tháng 6 tôi sẽ xử lý để cho cây quất này ra hoa đồng loạt. Thông thường theo quy luật của tự nhiên, sau những đợt nắng kéo dài thì sẽ là những đợt mưa lớn. Ông cha ta đã nói là nắng lắm thì mưa nhiều. Mà cây quất của chúng ta mà nó ra hoa vào đúng với cái thời điểm mưa nhiều thì cái tỷ lệ đậu quả của nó sẽ rất thấp. Từ khi chúng ta xử lý bắt hoa quất đến khi cây quất nó ra rộ hoa thì nó sẽ kéo dài trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 tuần các bạn. Chúng ta sẽ tính toán, chúng ta chọn thời điểm phù hợp nhất để chúng ta bắt hoa quất.
sau hơn 3 tuần xử lý để cho cây quất nó ra hoa. Và đến hôm nay cây quất của tôi nó đã ra rất nhiều hoa rồi các bạn. Có những bông đã bắt đầu nở rồi. Các nách lá đang có rất nhiều các bông hoa nhỏ li ti. Công việc tiếp theo đó là chăm bón cho cây quất này nó đủ lượng phân bón để nó nuôi hoa và quả, phát triển quả to và đẹp các bạn. Đến nay cây quất của tôi nó đã ra hoa như thế này. Như vậy là tôi có thể kết luận với quý vị và các bạn cách thức để xử lý cho cây quất ra hoa của tôi đã có kết quả. Quý vị và các bạn có thể tham khảo để tạo ra cho mình những cây quất yêu thích. Để Tết chúng ta sẽ có những cây quất mà chúng ta tự tạo ra đẹp để chơi Tết. Chúc quý vị và các bạn thực hiện thành công với cây quất yêu thích của mình. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.